Để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tiếng nói cử tri với Jackie Bồng. Jackie Bồng xin kính chào quý vị. Lối 5 giờ sáng mỗi bữa, Tổng thống Trump dậy sớm và liền tập thể dục trí óc bằng những lời tweet ráo riết làm động não dân Mỹ, nhất là các nhà truyền thông đoái săn tin để giành coi ai nấu được món ăn sáng nóng hổi trước tiên cho cử tri thưởng thức trước khi đi làm. Sau đó, Tổng thống nắm lấy cây kiếm thần hộ mạng, quay bên phía đông, chặt đứt hộp đựng bản báo cáo 400 trang của công tố viên Bob Mueller do trưởng lý William Barr tóm lược trong 4 trang giấy và xác nhận là Tổng thống được trắng án, không có thông đồng với Nga. Quay 45 độ đến phía nam, Tổng thống nhắm mũi bén nhọn cây kiếm, chỉa vào Mexico và tuyên bố là ngoài 21.000 cảnh sát đang tuần tra tại biên giới, ông sẽ đưa thêm binh lính Mỹ xuống để ngăn chặn cả ngàn người di dân đang ồ ạt tràn vào Hoa Kỳ từ phía Nam Mỹ Latin. Tổng thống cũng dọa sẽ đóng cửa biên giới dài 3.000 cây số vì đã có 2 triệu người nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ trong 5 năm qua. Cử tri thử hỏi coi việc đóng cửa biên giới sẽ có hậu quả gì? Trước hết, người di cư bất hợp pháp vẫn tiếp tục tìm nhiều con đường xa hơn và nguy hiểm hơn để nhập cư cho bằng được. Như thế, thì số lượng phụ nữ và trẻ em bị thương hay chết trên đường vượt qua biên giới có thể tăng gấp đôi hơn lúc trước. Hai nữa là mỗi ngày có khoảng 300.000 xe cộ qua lại biên giới Mỹ và Mexico, gồm 1 triệu người đi làm việc, đi kinh doanh hoặc đi du lịch, và có 15.000 xe vận chuyển hàng hóa trị giá 1 tỷ Mỹ Kim với đầy đủ giấy tờ chứng minh hợp pháp. Vì thế, việc đóng cửa biên giới sẽ đem lại thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế của hai quốc gia. Cử tri cũng thấy hậu quả việc đóng cửa biên giới làm cho sự chung sống hòa bình và mua bán hợp pháp qua lại sẽ đem lại một bối cảnh tiêu cực và mất cân bằng, làm cho các nước miền Nam Mỹ như Mexico và ba nước tam giác El Salvador, Honduras và Guatemala càng thêm hỗn loạn trong các quốc gia họ và gây xáo trộn cho cả nước Mỹ. Trong năm 2015, đã có 3.4 triệu dân của ba quốc gia tam giác này chạy trốn và sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Tại sao họ phải sống chết để tìm lối thoát cho cuộc đời mới của họ tại Hoa Kỳ? Lý do trong những quốc gia kém phát triển là càng có hỗn loạn, càng có buôn lậu, càng có tham nhũng, càng có giết người, càng có lạm dụng nhân quyền, càng có thất nghiệp, hay nếu có chiến tranh bùng nổ, thì càng có người chạy trốn ra đi với hiện tượng push factor, yếu tố thúc đẩy người dân khốn khổ đi tìm đời sống mới tại những quốc gia phát triển. Việc này sẽ còn tiếp diễn triền miên, chứ không bao giờ chấm dứt được trên thế giới. Vậy, xây bức tường hay đóng cửa biên giới có chặn đứng được làn sóng di dân hay không? Cử tri thấy có nên tìm một giải pháp khác, bắt đầu từ nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là làm sao cho các nước chậm tiến phát triển kinh tế và cải tiến nền chính trị để dân chúng của họ không đi tìm sự sống khác hơn là quốc gia của họ. Có thể đó là một đáp ứng thực tế thay vì xua đuổi, bỏ tù và trừng phạt họ đến vô tận. Jackie Bồng xin kính chào quý vị.